Đồ ăn hả? Dạ. Trời ơi sao mà thẳng quá vậy? Cái cha mày đâu không mua đồ ăn ăn rồi nhiên vậy? Cha chết rồi. Ô trời ơi. Rồi mày ăn đâu? Mày ăn qua Trung Quốc rồi. Ô vậy con còn ai người thân không? Dạ không. Nóng giờ đập vô nó nhét nhà. Ô, này. Ô trời ơi ác quá vậy. À, rồi mẹ nó một tháng ở bển á. Ở đây quánh đi tháng là ở nhà em là hết 27 ngày ở bển. Ô trời ơi. Ừ. Sao vậy? Tại chồng quánh đâu có giả được đâu. Nhiều khi mệt mỏi không? Buông xuôi không? Muốn bỏ rơi các em không? Dạ không. Tại sao? Nghĩa là em mình mà bỏ đi đâu được. Mà bỏ nó khó lắm. Tại sao? Nó là em ruột của mình á. Dù cùng không có cha cùng nhưng mà vẫn là em mình nè. Đi học cũng bạn bè với lại hàng xóm người ta nói chú là đồ thứ không cha không mẹ. Mắt dài. Dạ. Đừng chơi với nó. Wow, cả nhà ơi, hôm nay thì Bi tiếp tục là ra những bãi biển và ghé thăm bà con ở đây. Vô tình thì thấy mấy đứa nhỏ cả nhà. Lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá. Trời ơi, trời mưa ướt áp vậy mà các bé ra ngồi này ăn nhặt ốc cả nhà ơi. Wow. Có không con? Có không? Trời ơi. Lạnh vậy mà ba đứa đó, ba ra ngoài này ba gấu hả? Rồi ở dưới chân cầu này. Rồi bà con ơi cả nhà. Lạnh vậy anh có lạnh không anh? Lạnh không? Ơi, lạnh điếng luôn mà ba đứa nhỏ con này nè. Kìa bắt cá kìa. Con cá nhét kìa, bắt được không? Không được hả? Trời ơi. Con nói con gì con? Dạ. Con nói con gì? Ốc đắng. Ốc đắng nè. Dạ. Trời ơi. Chứ để chú lậu ra với con tụi con. Ây da. Em con hả? Dạ. Ba anh em hả? Dạ. Trời ơi. Ây da. Ôi lúng cả nhà. Có sắc á. À sắc. Lúng sâu. Wow. Lấy mắt này là gì làm gì con hả? Dạ, bắt đi về là luộc. Luộc ăn hả? Dạ. Trời ơi sao mà thẳng quá vậy? Ừ. Cha mày đâu không mua đồ ăn ăn rồi nhiên gì vậy? Dạ chết rồi. Ô trời ơi. Rồi mày ăn đâu? Mày ăn qua Trung Quốc rồi. Ô vậy con còn ai người thân không? Dạ không. Ủa? Nó có bà ngoại và bà ngoại mất rồi. Ô trời ơi. Rồi ai nuôi tụi con năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 18. 18 tuổi hả? Rồi ai nuôi tụi con? Dạ ba đứa anh em ở nhà. Rồi ra bắt ốc về để sinh sống hả? Dạ. Ô trời ơi nhà gần đây không? Gần. Ô trời ơi cái nhà. Tôi thôi đi mình đi vô đi dẫn chú vô nhà đi để tham quan. Lạnh quá. Lạnh quá. Dẫn chú vô nhà đi để chú cậu chú giúp đỡ cho chú làm thiện nguyện. Dạ. Ra đây gặp vô tình gặp tụi con nè. Có ốc không nhỏ? Con gái nhiêu tuổi rồi? Dạ, 11. 11 hả? Sao ông nhiêu ông nhắc vậy với mấy lớp 1 vậy? Con trai? 8 tuổi hả? Ủa anh, ba đứa nhỏ này là không cha không mẹ luôn hả? Cha mẹ... cha chết rồi. Cha chết hả? Ừ. Con mẹ là đi Trung Quốc hả? Ở mất tiêu hồi nhỏ, bỏ ba đứa hồi nhỏ đây. Ô trời ơi, cả nhà ơi, thảm chưa? Đi đi, tụi con nhận chú vô nhà đi. Ô chân giòn á. Đi chú cài em ít có tên gì lớn? Tiêu. Tiêu hả? Dạ. Tiêu mà sao đô con quá vậy? Nhỏ gì. À. Không biết gì đâu. Ăn mặt nhiều quá. Ăn hải sản nhiều quá hả? Ăn mặt mặt ba cái cá. Cho nó ăn nhiều quá. Dạ. Rồi, chân này đủ ăn không? Dạ, sao đâu. Có anh chút thì lấy ngâm chút ăn à. Trong này có ốc lò ốc gì con? Dạ ốc đắng. Có cái lò gì nữa kìa? Ốc đắng với ốc gì nữa? Dạ ốc này là ốc mỡ. Ốc mỡ. Có con ốc mỡ à? Dạ. Nhà con chỗ nào? Thằng Khúc tới à. Ôi ba đứa nhỏ cái nhà ơi tội quá. Con gái tên gì? Dạ con tên Trân. Con tên Trân hả? Con trai? Con tên Quỳnh. Hả? Con tên Quỳnh.
Con tên gì Tiêu? Quy. Quy hả? Dạ. À. Ủa nhà mấy đứa đây hả? Dạ. Ôi trời ơi, cái nhà gì mà một bức tranh rồi nhà ơi. Chắc lâu năm lắm rồi đây. Dạ. Ủa sao xây nhiều vậy? Dạ, xe mấy anh lại gửi đi bắt ốc á. À, gửi đi bắt ốc. Dạ. Đây là sao, rửa chân đi con. Rửa chân đi. Rồi con đi làm gì, con nuôi em? Dạ, chứ có con đi, có làm hồ với anh. Trời ơi, mới mười mấy tuổi, tuổi này tuổi ăn, tuổi chơi mà phải làm trụ cột nuôi mấy em rồi. Dạ. Ôi, thương Tiêu cho cả nhà. Rồi ở nhà ai nấu cơm ăn? Dạ, nhỏ nè, nhỏ em gái. Con nấu ăn được luôn hả? Dạ. Con nấu món cơm. Gì nè? Nấu cơm mà. Con nấu cơm. Nấu món gì ăn? Con nấu món gì được? Dạ, con chỉ biết nấu cơm. Còn ai nấu đồ ăn? Con nấu đồ ăn á. Tiêu nấu đồ ăn hả Tiêu? Dạ. Tiêu nấu món gì? À, nói chung con cũng biết làm mấy món kho rồi chiên gì á. À, là con tự con nấu, con lo. Dạ. Vừa đi làm kiếm tiền nuôi em. Dạ. Vừa là nấu cơm cho em ăn nữa. Dạ. Rồi các con còn đi học không? Dạ, con nghỉ rồi. Con nghỉ hè hả? Dạ. Hai đứa nghỉ hè. Làm con nuôi tất các em đi học luôn hả? Dạ. Dỗ ta. Nuôi mẹ gửi tiền mới có nuôi á. Chứ chú nghĩ gửi bao nhiêu tiền một tháng nè? Dạ, 2-3 triệu. 2-3 triệu, cho 3 triệu đi. Dạ, 3 triệu. Rồi 3 triệu mấy đứa đủ không? Dạ, cũng đủ. Thường đi học là nhà trường có hỗ trợ. Ừ. Hỗ trợ sách tập gì. Rồi có khi nhà trường cho gạo. À, là vẫn đủ cho tụi con xây sở đúng không? Dạ. Rồi ở nhà là con là lo lắng cho tụi em. Dạ. Con còn học không? Dạ, nghỉ rồi. Ôi trời ơi, mình đi lên nhà trên con. Dạ. Rồi các bé Tiêu nhà lo cho hai đứa nhỏ đi học cả nhà. Cơm nước là Tiêu lo hết trơn luôn. Ôi thương quá đi. Ở nhà này là tạt mưa không con, chứ thấy lũng lỗ với lại tôm hết trơn nè. Dạ. Gió to thì nó tạt. À, nếu mưa mà gió không mấy là to thì cũng đỡ, nó gió to là nó tạt ướt hết nhà. À, trời ơi, nhà gì âm u tối thui à, mưa xuống cái hay bụt là nhà tối thui à. Dạ. Rồi các em học ở đâu? Bạn học ở đó. Học đây hả? Dạ. Trời ơi, cái bàn gì mà một hết trơn, không có đèn học hả? Dạ, có đèn cái kia kìa. À, cô thương quá đi. Rồi, nói chú nghe câu nào, hoàn cảnh như thế nào? Dạ, nhà con cũng mấy hồi nhỏ. Rồi ba mẹ, ba nó đập quá rồi mẹ mới qua kia. Rồi mới có chồng mới gửi tiền qua. Chứ ở đây bị đánh quá trời, hai mấy nhỏ này đánh. Nó đánh chạy không được. Ai chạy được thì đỡ, chạy không được vì bị ở đó luôn. Là sao chú không hiểu thôi, con kể đầu đuôi rồi ngòn ngách chú con nè, bình tĩnh nè. Từ từ, đừng có khóc. Lúc trước á, nó bị đánh nhiều quá. Từ từ chú hổ đó nè, nghe chú hổ nè, đừng có khóc nha chưa. Dạ. Bình tĩnh nha. Dạ. Là chú nghe con nói là cha con mất. Dạ. Rồi con kêu cha đánh là sao chú không hiểu. Cha dượng, cha sao á. Cha sao à? Dạ, cha con... hai đứa em này sao nè. À, là con đứa của người cha đầu. Dạ. Là con cha con bị gì mà mất? Cha con bị sơ gan. Ôi trời ơi, nhà thương chưa kìa. Rồi mẹ có chồng hai. Dạ. Mẹ cưới chồng hai, mẹ sinh ra được hai đứa em này. Dạ. Rồi như thế nào nữa con? Bị do rồi, lấy rồi bị đánh, bị đập nhiều quá. Con cũng bị đánh, lúc đó chạy, ai chạy được thì nó đỡ bị đánh, nếu chạy không được thì bị đánh ở đó luôn. Ôi trời ơi, phải không? Dạ. Ô cô chú ơi, mình ra hồi sáng đi để chú hậu cô chú luôn nha. Đi ra. Dạ. Sáng luôn cho cô chú xem mẹp tụi con luôn nha. Ôi sao mà tội quá vậy trời. Ô cô chú ơi, cho cô cháu hỏi là ô cô chú đi bắt ốc gì hả, để xe nhà bé hả? Để xe nhà Tiêu. Dạ. Ba con nhỏ này á, tại hồi đó cái nhà là ở đây nè, cái nhà em sát bên. Cái quánh bánh nhỏ này, cái thằng này.
Trời ơi. Ờ, quánh nhỏ này với thằng này, đá nhỏ này vô ba sườn với cái chỗ đây nhỏ nè. Ồ, là chuẩn bị đó. Đá nhỏ này với quánh thằng này, rồi thằng kia cũng có quánh luôn. Mà thằng kia nó lớn nó chạy được, dạ. Còn nhỏ này chạy không được, bị nóng giò, đập vô vách nhà. Ôi ôi sao bà ác quá vậy, đập vô vách nhà vậy hả? À, nắm giò là kiểu như là dung cầm là dung. Hồi đó nó cẩn quay ha Tiêu, cẩn quay. Nắm giò đập vô vách nhà này. Ôi trời ơi, ác quá vậy. À, đập vô đó đó. Dạ. Rồi em lại em thấy gì em lẽ trong sớm với gần nhau rồi để mình bỏ làm sao? Dạ. Mình cũng phải lợi can quánh thằng kia đưa nhỏ này ra được. Dạ. Rồi mẹ nó một tháng ở bển á. Ở đây quánh liền tháng rồi, ở nhà em là hết 27 ngày ở bệnh rồi. Ủa trời ơi, à. Là sao vậy? Tại chồng quánh, đâu có nhà được đâu. Ủa vậy qua anh đó thì ổng chạy qua, ổng lau đầu về sao? Đâu có dám vô. Sao vậy? Nó sợ em, nó dám vô đâu, sợ em với hai chồng em đâu dám vô tới bệnh đâu. À. Có quánh là quánh ở đây thôi, đổ bước qua đó nó không dám qua đó. À. Ở đây là nó cứ quánh thì kệ nó, là qua bệnh là không được. Lôi qua bển là không cho quánh được. Đã ở đây là cho quánh tự do là làm gì không cần biết. Mình lại can là nó phải nghỉ. Dạ. Yeah. Mình thấy là không đẻ gần nhà nhau, không đẻ mình không tiếp can. Đúng rồi. Mình phải tiếp qua tiếp mà nó thôi. Là ý chị là một tháng hết 27 ngày là bị đánh rồi. Ừ. À, mỗi nằm ở nhà em á. Hồi đó nhà em là không phải cái có bùi giặt này nữa, là ở nằm nhà em là không phải cái có nền gạch này nữa. Dạ. Ở dưới đất á, mà nhăn cái mùng với chiếu nằm dưới đất đại vậy thôi. Trời ơi. Đó, bố mẹ con nằm dưới đất đại đó. À, tới mức độ đó ghê vậy hả? Cái nhà này của ai? Nhà đây là không phải nhà của mẹ nó nữa, nhà này là nhà của ông ngoại nó. À, bà ngoại. À, bà ngoại, bà ngoại. Dạ. Là ông vô đây ông ở rẻ mà ông đi đánh đập vậy đó. Hả? Vợ chồng nó chưa có nhà cửa gì đó, ở đây là ở với bà ngoại thôi. Trời ơi. Rồi mẹ đi đó, đi lấy chồng Trung Quốc. Mẹ lấy chồng Trung Quốc nhưng một tháng nhưng có gửi lại 2 triệu vậy đó. Rồi 2 triệu anh thấy anh coi dùm đây cái dễ gì xây sở đủ. Thiếu lên thiếu xuống chứ đâu mà mình. Đúng rồi. Ừ. Sao mà đủ được. Kinh phí rồi đi học rồi ăn uống sao mà đủ được. Nó dễ gì sao đủ. Bây giờ mình nói mình ngày mình cho nó ăn 10 ngày đi, 10 ngàn đi. Mình qua mà cho mấy bé này ăn rồi phải đồ ăn đồ uống nữa, dễ gì. Trời ơi. Rồi em nghe nói cái khoảng thời gian đó là đã bảo hành xong rồi, người vợ đi lấy người chồng Trung Quốc. Không, nó đi lên thành phố ở nhưng mấy tháng gì đó, mời nó nghe người ta kêu nó đi qua Trung Quốc đi, rồi nó có tiền nó lo cho con nó. Nó cũng đi mà sợ đi, nó sợ chồng đi gặp nó, nửa đường nó quánh này kia nọ vậy, thành phố nó thấy. Nhà nó mình quyết định mình đi, vẫn có tiền nó nuôi con. Nhưng mà bỏ con như vậy rồi, giờ ai lo đây? Thằng cô này đứng ra một mình nó lo cho hai hồi em. Hồi đó hết. Là con bà ngoại, bà dạ. Ngoại lo, dạ. Bây giờ bà ngoại mới mắc đi. Bà ngoại mới mắc nữa rồi, tụi con làm sao để sống đây? Vậy nhỏ đi bắt ốc gì nè, bá nuôi mấy anh em rồi để mẹ gửi lại chút gì ăn vậy đó, đâu có gì tiền đâu. Bây giờ anh Dung coi nhà cửa đề sức qua ra hết trơn rồi anh rồi. Coi thấy nắng sao chiếu vô là biết rồi, nó lụm hết trơn rồi đó. Anh giúp sao được cái nhà cho nó ở được rồi. Ôi, thấy tội quá rồi, tội lắm. Mưa gió anh thấy mưa gió lại tạt đi nhà hết trơn luôn á. Giúp sao được cái nhà cho mấy bé nó ở được rồi. Trời ơi. Tiêu ơi, con mới 18 tuổi thôi. 17 chứ được 18. 17 hả? Rồi có cái tuổi con là tuổi còn ham chơi lắm. Mà sao con làm trụ cột để nuôi các em ăn học đầy đủ vậy con hả? Dạ, cũng ham chơi, cũng còn chơi mà nghĩ lại. Còn ba đứa ở nhà mình đi đâu chơi sao được. Ừ. Dạ, có nhà xem tụi em, coi em gì, chăm sóc ba đứa gì. Ba đứa anh em. Trời mọc lẫn nhau vậy dạ. Hả? Đứt ruột cái nhà ơi. Làm sao đây? Người mẹ cũng cuộc sống khó khăn quá. Bây giờ mẹ nó về tính đây, bây giờ mẹ nó bố 3-4 tháng rồi chưa gửi tiền lại cho con ăn nữa. 3-4 tháng này chưa có đó. Bây giờ anh coi đây, bây giờ đi bắt ốc bắt cua vậy nè, mình lại có được nhiều là bán. Được ít á là luộc lại cho anh em ăn. Đó người ta cho gạo người chút 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 vậy đó rồi ăn.
rồi em những có nhiều á làm đồ ăn nhiều móc cho cháu chút thì thôi. Dạ tiền đâu mình cho mấy cháu này ăn. Trời ơi mà nghe đứt ruột quá vậy. Nói vậy thấy mấy tháng trời chưa đưa tiền cái nhỏ đồng bạc nó. Do kia làm. Mới hôm qua em chở đi người ta cho gì thằng này được 3-4 bộ đồ người ta mua đồ mới nhỏ này mới người ta đem đi mua dép cho nè em đem đi hôm qua đó. Dạ. Rồi người ta cho một bao gạo thùng mì phải không? Thùng mì với bao gạo chỉ cho 200 ngàn đó em đem đi hôm qua đó. Trời ơi nó đem đi mấy nhóc đó. Mà sao lúc đó người vợ người mẹ lại quyết định đi bỏ con đi như vậy trong khi đó ba đứa chứ không có ai nương tựa nữa mà sao quyết định bỏ con đi như vậy ta? Tại em biết sao hồi đó nó làm á tại làm ở trên thành phố sợ đi chồng đi nó gặp và quánh nữa sao anh phải đi. Đi rồi quyết định mình đi được nhưng thí dụ 20-30 triệu vậy đó, thí dụ vậy đó. Đưa lại cho con ăn rồi cho bà ngoại nuôi. Bây giờ bà ngoại mất rồi bây giờ. Vậy cái người chồng cha dượng, người cha của hai đứa này nè là đi đâu rồi, sao không lo cho hai đứa này? Trời ơi nó còn nhỏ xíu đâu không lo, bây giờ lớn đi mà lo gì ra anh. Bỏ nhỏ hồi thằng này á là 2-3 tuổi vậy đó. Bây giờ tới đây nè, giờ coi đi coi lớn đó. Là quyết định bỏ luôn đó. Đó đẻ ra vậy thôi chứ đẹp bỏ luôn đó, bỏ nhỏ luôn. Lúc đó mẹ con đi rồi ổng cũng đi luôn hả con? Dạ đi rồi ổng đi luôn. Trước à đi ông trước đi trước ổng đi trước. Dạ rồi mới đi rồi mẹ con mới đi. Dạ tự nhiên giờ hết ba đứa hết mồ câu hết trơn luôn đó. Bây giờ đó anh coi dùng nó có gì đâu, bây giờ cái vòng vòng sớm đi ai có gì người ta cho đó. Rồi bây giờ ai mình em cũng nghèo. Em làm đồ ăn hỏi đây, làm đồ ăn cũng đưa qua hôm qua cũng đưa. Cái này đưa cũng đưa, không có phải nhiều, có ít ít đó cho mấy cháu ăn thôi. Em cũng nghèo chứ, em đâu em cũng nghèo làm đủ ăn gì. Yeah. Rồi xích ra cho mấy cháu chút ăn đi. Bây giờ mình làm sao? Giờ ba đứa là lạc lõng giữa trời đời đó. Không ai để nương tựa, không còn một ai để nương tựa, tự bám víu với nhau, tự cộng sinh với nhau để cố gắng vượt qua ngày này hay ngày kia, chứ thực sự là không còn người thân nào cả. Bà nội có mất lâu chưa? Bà ngoại mất gần năm rồi. Rồi bên nội của gia đình con có quan tâm không? Dạ không. Bên nội hai đứa đâu có ai quan tâm đâu. Là hai bên là hai cha là không có ai quan tâm hết luôn. Dạ. Hả? Bên nội nó cũng mất hết rồi. Bên nội mất hết rồi hả? Bên nội mất hết, còn một người mà ở Campuchia, bây giờ ở Campuchia sao qua đây lo cho mấy bé này được? Ôi trời đó. Ơi. Ở bên Campuchia sao qua đây lo cho mấy bé này được? Bây giờ gửi tiền, thí dụ là gửi tiền cũng có được, mới biết đường nào đây đi đấy. Dạ. Yeah. Bây giờ con không biết bả ở đâu nữa, mình không biết nữa. 4 tháng nay con làm cách gì để con vượt qua những ngày đó, tháng đó? Dạ, con xuống biển bắt ốc rồi đem lên bán, rồi lấy tiền đi mua đồ ăn. Mấy con ăn ốc hoài ngán không? Dạ. Con? Dạ. Ôi trời, cho em ăn ốc hoài hả? Dạ. Bữa nay có cá không? Có, người ta xuống thẻ cũng có cá. Xuống thẻ, thẻ lớn, thẻ nhỏ. Dạ ơi. Cũng có, người ta cho bắt rồi, bắt lên về nhà kho ăn. Chủ yếu là ăn ốc này thôi. Dạ, ăn ốc cá. Ăn ốc rồi, bữa dạ, cá. Dạ. Để anh coi đó dùm ơi, anh coi đó cái mà coi. Dép cũng có mang nữa, nhờ người ta hôm qua người ta xích ra cho nè. Rồi dép cũng có mang luôn hả? Không có dép mang luôn. Hôm qua này em đem đi đó, anh thấy không? Đó, đem đi với người ta mua dép mua gì cho hết, nhưng anh thấy không? Mấy đứa hôm qua rồi đi kia cô mua cho em này đeo. Dép mà hỏi kiểu nó cũ, cái đít dép này nó nát như tương rồi còn gì nữa. Yeah. Không phải đứt, không phải rồi. Thương bé quá, giờ hai đứa cái chân giò ống nhôm nhách xi dinh dưỡng luôn nè. Con nhớ mẹ không? Dạ nhớ. Con nhớ mẹ không? Nhớ. Con nhớ bà không? Không. Sao vậy? Ba đánh con gì nên con không có nhớ bà. Con cũng vậy hả? Trời ơi, con có cái bóng đèn duy nhất hả con hả? Có bóng đèn, hai cái nhà trước và nhà sau. Con có chiếc xe nào đi không? Chiếc này. Còn chiếc kia của ai? Chiếc này của anh, mấy anh gửi đi bắt ốc á. À. Dạ. Rồi ba đứa thui thủi trong nhà này lạnh lẽo vậy hả? Dạ. Không có sự ấm áp trong của gia đình nữa. Có. Chứ có bà
cũng già dạ, cũng ba đứa quen à. Ba đứa sống lâu quen. Tôi thấy hình như con buồn lắm hả? Dạ. Nhiều khi nằm đêm suy nghĩ, con sẽ suy nghĩ những gì? Suy nghĩ chuyện mẹ mình đi. Hồi lúc đi học cũng bị hai đứa này bị bạn bè nó chọc á. Nó về nó nói. Nói chung em suy nghĩ cũng lắm. Cũng khóc đêm lắm. Suy nghĩ qua suy nghĩ lại. Cái chuyện bị chọc. Nói là không có cha không có mẹ. Rồi sau này cũng đỡ em nói với cô giáo chủ nhiệm. Rồi cô nói với mấy bạn đó. Mấy bạn cũng để chọc hai đứa rồi. Lúc đó bạn nói gì với con? Dạ. Lúc đó bạn nói gì với con? Nói hai đứa nè. Nói sao? Không có cha, không có mẹ, đừng chơi với nó. Giống như cái nhát dao mà đâm vô cái lòng mình vậy á. Lúc đó cảm giác khó tả lắm. Cháu cũng là từng một đứa trẻ. Hôm nay chú cũng xin tỏ bày với con luôn. Dạ. Chú cũng từng là một đứa trẻ không cha không mẹ. Và đi học cũng bạn bè với lại hàng xóm người ta nói chú là độ thứ không cha không mẹ, mắc dạy. Dạ. Đừng chơi với nó. Ủa, nhiều khi bộ không cha không mẹ có tội hay sao? Nên sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại vì tụi con giống chú. Dạ. Và cũng chú may mắn hơn là chú còn ông bà. Ông bà nuôi chú lớn lên và chú sau này cũng tự lập đi ra đời. Nhưng mà hai mấy đứa thì lại tự lập từ khi còn bé, quá nhỏ. Dạ. Rồi làm sao đây? Em chỉ biết nín lại chứ biết làm gì á. Bạn chọc. Chỉ có biết điều đầu tiên là em biết là em vô mắt của giáo chủ nhiệm mà. Nói là câu chuyện đừng có mà cho bạn bè và nói em của em không có cha không có mẹ. Lúc đó nghe khó lắm. Hôm nay thì baby được trải lòng của mình. Dạ. Cũng nói lên những lời mà cái quý vị khán giả cũng thắc mắc là tại sao Bi luôn những khi mà người ta hỏi tới cha mẹ Bi không nhắc đến. Và hôm nay được bày tỏ với tấm lòng thì sự là thương các bé quá. Thật sự có nhiều bạn cũng như có nhiều cô chú trước đây không họ không hiểu mình, họ cứ kêu mình là đồ thứ không cha không mẹ. Mà dạ. Tại sao mình có làm gì đâu đúng không con? Dạ. Không biết mấy bạn nghĩ gì cứ chọc hai đứa vậy. Là hai đứa lên trường là bị các bạn bè chọc về ngoài hả? Lúc đó con làm gì? Thế con cũng chẳng biết làm gì nữa đúng không con? Nhớ hồi em còn học. Em bằng học em cũng đánh bạn nói em với em không chịu nổi. Nó nói em có đánh bạn. Đánh lần một à. Bạn đó cũng kỳ thị em bồi nói nổi ra đây em cũng không để tâm á. Rồi cuối cấp là em nghỉ luôn. Nghỉ học. Nếu mà học tới cũng có khả năng học nữa. Nên nghỉ. Tức là lúc đó một phần là do em bị bạn bè chọc ghẹo rồi mình tủi thân, mình không còn động lực gì đi học đúng không? Dạ. Còn thứ hai thì điều kiện gia đình, ba mẹ như vậy rồi mình không có khả năng đi học nữa. Dạ. Một giờ một mình em lo vậy, không biết sao đây nữa. Sao đây, giờ chỉ có đồ ăn qua ngày là được rồi. Đi kiếm đồ ăn hoặc đi mua đồ ăn qua ngày. Ngày này qua ngày nọ. Rồi
mẹ em sang bên Trung Quốc đó rồi có gọi cho em thường xuyên không? Dạ có, mẹ thì gọi mỗi ngày à. Cô đi, nếu chừng nào mẹ về được thì mẹ về. Mà nếu mẹ về nhà được thì mẹ về với ba đứa. Về không được bằng là không có tiền qua, rồi giờ dịch bệnh phía kia đang dịch nữa, người ta không cho về luôn. À, rồi anh có từng nghe những câu chuyện qua Đài Loan, qua Trung Quốc bị bạo hành, bị đánh đập còn dã man hơn ở đây nữa? Mẹ không có. Mẹ có bị gặp, không? Gặp người chồng sao cũng không có bạo hành đâu, mà kiểu người ta cũng là không mấy giàu á, nên ta gửi được 2-3 triệu thôi cho ăn. Bên kia thì bạo hành thì không có nữa. Cái khoảng thời gian đó thì khoảng thời gian mà người chồng thứ hai, người cha dượng thứ hai đó là cái nỗi ám ảnh nhất của tụi em đúng không? Dạ. Con thương anh hai không? Con tên gì chú quên rồi, Trân đúng không? Dạ. Ừ, Trân, còn đây là Huy đúng không? Thương anh không? Thương. Tại sao lại thương anh? Anh nuôi con từ nhỏ đến lớn. Bảo vệ con từ nhỏ đến lớn luôn đúng không? Huy, anh thương anh là như thế nào, là tại sao lại thương anh? Nhà anh nuôi con từ nhỏ đến lớn. Hai đứa chắc giọng hiền khô à. Hai em hiền lắm rồi con. Dạ. Nhiều khi mệt mỏi không? Buông xuôi không? Muốn bỏ rơi các em không? Dạ không. Tại sao? Mình nghĩ là em mình mà bỏ đi đâu được. Mà bỏ nó khó lắm. Tại sao? Nó là em ruột của mình á. Dù cùng không có cha cùng nhưng mà vẫn là em mình nè. Chung mẹ với mình nè. Yêu thương mình đi. Có vậy thì ba anh em ăn đấy. Dù là cũng không phải là dù là cùng mẹ khác cha nhưng mà em cũng vẫn thương các em đúng không? Dạ. Em là tên tên Tiêu luôn hay sao? Trong khi đại học tên Tấn. Đi Tấn đúng không? Dạ. Làm chưa đủ 18 tuổi nữa. Dạ. Lúc đó nghỉ học là năm lớp mấy? Lớp 9. Cuối cấp lớp 9 là em nghỉ rồi. Như anh thấy thì về cái số tài chính mà mẹ gửi về á, chừng đó chắc không đủ đâu, tại vì anh nghĩ là ăn uống nè, rồi việc học cho các em, sách vở thì có người, có nhà nước tài trợ. Dạ. Rồi đi học phí, có đóng học phí không em? Dạ không. Không đóng học phí. Dạ. Mình chỉ tốn tiền ăn cơm ở nhà thôi đúng dạ. không? Dạ. Rồi chi phí đi lại. Tại sao mà em luôn cố gắng cho các em mình đi học? Lý do gì? Do nghĩ thương em để cho em nó biết chữ, giống em vậy, học tới lớp 9 cũng được. Nên em cố gắng cho đi học rồi, không cho nghỉ. Chị có dạy em học không? Dạ. Chị có chỉ cho em học không? Có. Nói chung cũng dạy cho nó biết chữ, rồi lúc dịch để em cũng cập thêm kiến thức cho mấy em học. Tuy là Tiêu là con trai là còn khá là nhỏ nhưng mà Tiêu vẫn luôn đồng bọc. Nhưng mà cái cách nuôi nấng thì em cũng chưa rành, cho nên các em cũng còn ốm đúng không? Dạ. Nhiều khi cũng sót lắm luôn á, mà không biết làm gì, nhà nghèo quá. Ăn ngày nào cũng ăn ốc vậy á. Dạ. Ốc hoài luôn hả cô em hả? Còn có nước nữa, nước có ốc á thì mới ăn được. Cái ốc mình, cái ốc đó là khi là nó lên thì nó không có luôn á, là không có ăn đâu. Nhiều khi rồi tới nước nó không cạn không tới thì bắt không được, nên lên lội lên dòng mua đồ ăn mới được. Có khi nào ba đứa có rơi vào cái tình cảnh là không còn tiền, không có gì ăn cả không? Dạ có. Có thời điểm đó rồi đúng không? Dạ. Lúc đó là mình ăn bằng cái gì? Mình sẽ kiếm bằng cái gì ăn? Mượn lưới hoặc cái chài gì đi chài mé sông á, có cà phê đem về mà ngăn. Rồi có khi nào có nhịn đói lần nào chưa? À không, cơm thì có đầy đủ. Cơ, đúng không? Dạ. Em vẫn cố gắng, có dù ngặt cách mấy em cũng phải kiếm đồ ăn cho các em ăn đúng không? Dạ.
Hồi đó Bibi cứ nghĩ rằng nó chỉ xuất hiện những câu chuyện mà người anh lo cho người em, những người mà mẹ mất hết hay là cha mất hết gì đó, chỉ có ngày xưa thôi. Đến hiện đại bây giờ, đến thời điểm bây giờ, thời đại bây giờ, nó vẫn còn cái tình trạng này. Đâu đó chúng con cũng cần một tình cảm người cha người mẹ. Không biết tại sao mà khi bậc làm cha làm mẹ quyết định đến với nhau có con rồi mà không có trách nhiệm với nó, để nó bơ vơ giữa dòng đời, rồi nó làm sao để sống qua ngày đấy, trong khi đó nó không được sự bảo vệ của ai cả. Cái người thân duy nhất của ba bé đây là bà ngoại. Bà ngoại đã mất rồi cách đây bao lâu con Tiêu? Gần năm rồi. Mất là lúc con dịch. Dạ. Bà ngoại. Đúng rồi, bà ngoại. Con tại vì anh là người miền Trung cho nên phát âm của anh nó hơi kỳ một tí. Dạ. Là bà ngoại. Mất đến một năm rồi. Dạ. Có thời điểm đó em rơi vào cái hụt hẫng không? Có. Lúc đó em có suy nghĩ rồi, bà đứa sau này làm gì, ở đâu? Đó suy nghĩ, có căn nhà ở nhà mình, nấu ăn ở nhà mình, ba anh em được, khỏi đi đâu. Tự nhiên cái người thân duy nhất của mình nó cũng bỏ mình đi. Dạ. Thật sự là em còn khá là nhỏ, tụi em còn quá là nhỏ luôn á. Dạ. Mà em phải đứng gánh vác trọng trách nuôi hai em như một người đàn ông trưởng thành, là một trụ cột trong gia đình, chứ giờ còn ai nữa đâu. Anh cảm ơn em. Dạ. Thay công mặt cô chú anh chị quý khán giả trên cộng đồng mạng, cảm ơn em rất là nhiều với tinh thần nỗ lực phấn đấu cố gắng vượt qua những khó khăn trở ngại để mình vươn lên. Dạ. Thì cảm ơn em đã có cái tinh thần đó và nuôi các em ở đây. Dạ. Giờ các em còn ngây ngô lắm, nó vẫn chưa biết gì đâu. Anh thì sẽ trích ra 2 triệu đồng từ phía cô Trần Nguyễn Ngọc Anh và chị Diễm Trương. Cô Trần Nguyễn Ngọc Anh này là ở Canada, gửi cho em 2 triệu đồng. Dạ. Và chị Diễm Trương sẽ gửi cho em 1 triệu đồng, tổng cộng là 3 triệu đồng anh sẽ gửi cho gia đình mình. Dạ. Để em có một số tiền đâu đó, nó sẽ giúp cho em trong thời gian sắp tới, tuy là nó không dài nhưng mà nó cũng đỡ một phần nào đó gánh vác của em. Dạ. Anh thật sự là vì không còn lời lẽ gì để diễn tả cái câu chuyện ngày hôm nay. Mong quý vị, cô chú, anh chị cảm thấy nó như thế nào khi mà tình cờ Bibi gặp phát hiện được một hoàn cảnh mà Bibi nghĩ rằng không còn gì mà nói gọi là cái chữ nghèo nữa. Này vừa nghèo tinh thần, vừa nghèo cha mẹ, vừa nghèo hoàn cảnh, nó nghèo tất cả mọi thứ. Đây, anh xin đại diện cô Trần Nguyễn Ngọc Anh ở Canada cũng như chị Diễm Trương ở Mỹ gửi cho em số tiền là 3 triệu đồng. Yeah. Nếu mà anh cũng có duyên nữa thì anh sẽ đến đây tiếp. Dạ, em có gửi lại cảm ơn mấy các cô, các chú đã giúp đỡ gia đình em ạ. Đâu đó thì cô chú thì cũng không giúp được gì nhiều cho em. Dạ. Nhưng mà hy vọng rằng em vẫn giữ tinh thần này, giữ ý chí này. Dạ. Để giúp cho các em của em nó đi đến con đường tương lai gần nhất. Con đường mà tìm đến tương lai gần nhất là con đường học. Dạ. Cho nên là các con phải cố gắng, đừng phụ lòng anh hai, phải học thật giỏi nha chưa. Cho dù cách mấy bạn bè có cười chê mình, có khinh khi mình, mình phải cố gắng học nghe chưa. Không được phụ lòng anh hai nghe chưa. Dạ. Cố gắng lên. Hiện tại bây giờ các con có thiếu gì để có việc học tập không? Dạ, con thiếu sách. Sách rồi, còn thiếu gì nữa không? Không. Còn dạ. Con thiếu gì nữa không? Con thiếu sách. Ủa sao thiếu sách Tiêu? Dạ, sách giờ em có đặt mua thứ hai này lấy. Bao nhiêu chi phí bao nhiêu em? Dạ, cô cái nhà giùm mua khoảng 600-700 mà. Dạ. Nếu 600-700 thì số tiền anh đưa cho em là chắc cũng phụ ra được một ít. Dạ. Rồi đó. Dạ. Là năm nào cũng tốn nhiều hả? Dạ, đóng sách ra.
Như còn em thì em sẽ thiếu cái gì? Thì ba đứa thiếu đồ đạc mà, tương em thì khó có đồ, hai đứa cũng không có đồ mặc hay vậy. Đâu dẫn dưới anh vô coi tủ quần áo đâu, mấy đứa để quần áo đâu? Dạ không có, nó sạc phía này à. Đâu chị vô, mấy đứa dẫn dưới vô nào, cho cô chú xem nào. Quần áo hả? Tivi có không? Dạ tivi có. Mà xài được không? Dạ mở được nhưng mà mặt đất nó hư rồi, mở không được. À, quần áo đấy hả? Dạ. Trời ơi sao cũ hết trơn vậy hả? Dạ. Có mấy bộ, ba anh em có mấy bộ vậy hả? Dạ. Ô, rồi đi học bằng xe nào, xe đạp này hả? Hả? Thì con chở em con bằng xe đạp. À. Rồi mấy đứa có ước mơ gì nói chú nghe nào? Dạ, con muốn có bàn học mới với lại đồ đẹp để đi học. Ừ. Còn con? Dạ con có một chiếc xe đạp. Xe đạp mới hả? Xe đạp này cũ hả con? Thầy cô tặng. Thầy cô tặng hả? Dạ. Tiêu, Trân, Huy, bây giờ ba đứa cộng lại nói chú nghe một điều ước duy nhất thôi. Ba đứa ước điều gì lớn nhất đối với mình muốn nhất là điều gì? Dạ được xây lại căn nhà mới cho nó được giống, đừng cho mưa tạt nhiều quá. Sao mà mình đàn ông mừng mẻ mà mạnh mẽ mà nó mà cứ rưng rưng hoài vậy em trai? Mệt quá à. Bây giờ kiểu như là trong khả năng sức khỏe của mình là mình chỉ là kiếm được cái đồ ốc này kia cho em ăn thôi, chứ mình không có khả năng để mình học nghề, mình không có thời gian mình học nghề luôn à. Dạ. Đường vô đây cũng xa lắm đó nhà, ở đây là sát biển rồi. Muốn vô thành thị, muốn vô trong thành phố thì phải mấy chục cây để vào được thành phố, trung tâm thành phố Bạc Liêu. Đây, mưa thì nó thấm hết trơn rồi. Đây là ước mơ lớn nhất đó hả? Dạ. Còn con? Con cũng muốn có nhà mới. Huy? Con cũng muốn có nhà mới. Thương các con lắm, chú hy vọng là chú sẽ mang được điều gì đó đến cho các con. Và thôi, bây giờ cũng trễ rồi. Đâu đó thì chú cũng đã hiểu được hoàn cảnh gia đình. Thì chúc anh em, ba anh em luôn thật nhiều sức khỏe. Và Tiêu nhớ hứa với anh là em hãy cố gắng từng ngày từng giờ, đừng buông xu nha em. Đừng bỏ mặc các em nha. Hứa đi. Dạ em xin hứa. Chú cũng xin thay mặt với cô chú anh chị trên cộng đồng mạng chúc các đứa, mấy đứa thật nhiều sức khỏe nè. Cố gắng học tập tốt. Và phụ anh hai được cái gì phụ nha, nấu cơm, còn em là nấu đồ ăn. Đúng không? Thôi bây giờ video đã dài rồi. Nếu quý vị thấy video này hay và ý nghĩa, hãy nhớ nhấn like và theo dõi để BB có thể tiếp tục tìm những hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ cho những hoàn cảnh đó và kịp thời. Xin chào và gặp lại quý vị vào những video tiếp theo.